Sợ nhất là biết không? Sợ những người mà treo cổ nè. Sợ những người treo cổ, sợ những người tự giận, sợ những người nhảy lầu. Sợ lắm. Những người đó người ta chết quan á. Chết không đúng lứa tuổi người ta. Cho nên cái thành phần người ta về, người ta ân hận á, người ta về, người ta ôm sân hận, người ta về. Quan ức á. Những người ta gọi là quan hồn. Còn những linh hồn là những cái linh hồn đó đó là có thể là người ta đúng tuổi, đúng lứa, đúng thời, đúng bệnh người ta chết. Ta có thể được gọi là linh hồn. Còn những cái quan hồn ta về người ta báo quán á. Cái đó linh hồn báo quán thì cũng như là cái hồi đó cái nghe cái câu chuyện này xa xưa lắm rồi. Cũng khoảng trăm năm về trước á. Thời Pháp á thì cái ông này á, ông ăn ở với con ta sao có bầu á, con nhỏ này mới 16 17 tuổi có bầu. Cái ông đem ra ngoài ngoài bụi chuối á, ra ngoài bụi chuối mà gần mé sông á, cặp mé sông, ông đem ông chặt đầu, ông đem ông chặt đầu nó, ông giết nữa, nó có bầu á nghe. Cái khoảng ông tại vì ông sợ, không phải là gì, ông sợ gia đình ông có tên tuổi. Rồi thời đó thời Pháp mà gia đình ông giàu có lắm, mà với lại ông cũng có vợ riêng này cái nọ nữa tùm lum hết trơn á. Rồi ông ăn dụng nhỏ này á, đụng nó có bầu, cái ông kêu nhỏ này á phá thai đi, nhỏ này đâu phá, nhỏ này để có bầu nó, con tôi để tôi ở tôi nuôi nó, tôi đâu phá. Nhưng mà cuối cùng á hả, nhỏ này lì, cũng như là lì á, không nghe lời ông. Cái ông tức quá ông bóp cổ ông giết, giết ra đời ông chặt đầu nó. Ông chặt đầu nó nghe. Cái ông đem ông tại đêm đó ông đã dự định sẵn ấy. Một là đem theo con dao, nếu mà nghe lời thì tao đem mày đi phá. Còn hai là tao khứa cổ, bóp cổ nó xong xuống khứa cổ nó chết rồi. Rồi mấy câu chuyện này thì các thi cũng không chứng kiến thấy, hay là hoặc là nghe ở lần các thi không chứng kiến thấy, nhưng các thi nghe người ta kể lại á, cái câu chuyện đó là nghe kể lại. Rồi á gặp mà đàn bà một có bầu nữa, gái một có bầu nữa, nó hận á, tối á nó dìa, tối nó dìa hả mọi người biết không, tối nó dìa hả, mà nó theo cái cảm giác là nó khóc đau đớn á, mà nó ẵm đứa con, dế nó ẵm đứa con mà nó không có, nó ẵm đứa con mà nó không có đầu. Nó ẵm đứa con nó đứng ngay bụi chuối á, mà không có đầu, mà cái xác của nó được chôn nằm dưới gốc bụi chuối luôn, ngay cái gốc bụi chuối luôn mà không có cái đầu, cứ nằm đó. Cái nghe tiếng khóc nghe, cái tình cờ cái ông thầy á, ông đó là ông thầy Pháp chuyên về thầy Pháp, ông mới chèo xuồng ban đêm ông đi đánh cá nè. Mà ông là thầy nha, hồi xưa mấy ông thầy hay lắm, mấy ông thầy không phải như bây giờ đi phô trương mặc đồ tùm lum tà la đâu, người ta bình thường. Cái chèo xuồng đi, cái vía bà ông này ông ngó lên cái bờ kè, ông thấy có người bỗng nước nít mà không thấy cái đầu, mà cứ vậy nè, đưa vậy nè. Hồi tôi nói cho gà này má đó, tôi nghe câu chuyện tôi nói cục 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 rồi đó, mà bây giờ tôi kể là tôi còn nghe cục cục nữa. Cái ông này ông đi ngang ông không thấy, là ông không thấy cái đầu, ông bấm rồi, ông bấm quẹ, lúc đó là ông đang đánh cá ông bấm quẹ liền, ông chèo xuồng vậy ông bấm quẹ liền, ông nói là có dông. Ông nhìn lên một lần ông mới không nói, cái lần thứ hai ông đánh cá chỗ đó nữa lại thấy nữa, cái ông mới lời thẳng luôn, ông mới lời thẳng luôn thì nó lại biến mất. Nó lại biến mất. Cái đợt sau á,
Ông đem theo đồ nghề ông á, ông đầu cái bụi chuối đó luôn. Ông mới làm phép lên thì ông mới lực cái bằng 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 phép của ông á, ông lập tại chỗ đó luôn. Ông mới hỏi thì nó mới hiện ra mà nó không có cái đầu. Cái ông mới lấy cái la bàn của ông á, cái la bàn của người xưa á, ông lấy cái ba la bàn mò 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 ông lần 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 sau thấy được cái đầu nằm ngay chỗ biết cái đầu nó chôn cách đây gần 3 mét. Gần 3 mét là tự nhiên khoảng gần hơn 10 cái chuối á. Hơn 10 cái chuối. Mới đào lên. Mới thấy được cái đầu của nhỏ đó. Ông mới lực lại thêm lần nữa, ông đào ngay chỗ của nhỏ đó nó đậu nữa. Nhờ ông làm thêm lần nữa, ông mới xới đất lên thì ông thấy thêm cái xác. Mà cái xác thì cái bụng cũng bự. Thì lúc đó mới vừa cứng bầu là nhỏ này chết rồi. Ông mới ghép đầu lại rồi nó hiện cái nguyên hình luôn, nó bỗng đứa con hiện cái nguyên hình luôn. Mà cuối cùng thằng này nó ác lắm, biết nó làm cái gì không? Nó yếm nhỏ này bằng bằng cái gì trời, hồi xưa tôi quên mẹ. Máu chó à? Không phải là máu chó mà cái gì quên mẹ rồi. Cái con nó yếm nhỏ này theo cái nguyên giống như là cái dao chặt thịt, ta gọi là gì ta? Dao phai. Đúng rồi. Nó yếm luôn cái dao phai á, chặn liền ngực của con này. Rồi con này đâu đi đâu được. Cái xác mà đem theo mà toàn là sắt đá là đâu có được. Sắt là đâu có được ngóc đầu lên được. Yếm con dao phai nằm trên người nhỏ này. Mà dao phai đó là dao phai gì biết không? Thằng này không biết để yếm mà thằng này chôn cái dao phai theo luôn. Dao phai đó là để nó chặt đầu, nó khứa cổ đó. Nó khứa cổ như đó đó. Để đem nguyên cái dao phai yếm chặn chỗ này lại. Nó không biết, nó để lên ngực chỗ này luôn. Nó đem bên kia, nó qua bên kia là nó chôn cái đầu. Rồi xong xuôi ghép đầu lại. Cái ông này mới lôi lên, đào bới cái xác lên, thấy rõ ràng. Ông mới nói vậy nè: chuyện gì kể nghe. Nhỏ này nói: kể cái đầu đuôi là con mang bầu, con bị người ta vậy á, không thương con, khứa cổ con. Cái ông này á, ông mới nói: ở đâu, nói cho thầy nghe, thầy giúp cho. Mới chỉ ra cái thằng này ở đâu 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 á. Cái ông này á, ông mới ra, ông thưa, ông kiện lại á. Thì lúc đó á, mới lôi ra bằng chứng gành hết, cái thằng này mới bị bắt luôn. Vào thời điểm đó đó. Mà thời đó nghe nói là thời của thời Pháp hay thời nào. Lôi ra là cuối cùng rồi. Tại vì với lại gia đình của nhỏ này cũng vậy nữa. Cũng thấy nhỏ này đi rồi mà không có liên lạc, tin tức. Mà nó nói đêm đó là nó đi ra ngoài đâu, nó đi ra coi hát với bạn bè, nó đi mua đồ gì đó. Thì gia đình cũng đâu có biết đó, thời con gái khuya đâu cho đi khuya. Thì nhưng mà hôm nay nó đi xin đi khuya. Rồi gia đình cũng thôi kệ con cháu mình mà đi, mình về tranh thủ về sớm với mày. Thì cuối cùng là vậy. Rồi ông này á, ông mới nói là thôi bây giờ ông mới làm phép cho nó đó, mới tìm được cái xác của nó, tìm được cái đầu của nó ghép vô. Chứ có nhiều người đi ngang chỗ đó là thấy toàn là ma không đầu, ma ẩm con không đầu. Thấy ma ẩm con mà không có cái đầu. Cho nên người ta mới nói là ủa làm gì mà thì ghê quá à, người ta không ai dám đi ngang. Mà ông thầy đó ông cố tình ông đi ngang chỗ đó để ông dằn câu dằn lưới, ông coi thử có nó xuất hiện cỡ nào, nó là ma dữ hay ma hiền. Thì ông mới thu phục nó lại, ông mới nói thôi bây giờ á, cũng mọi việc nó cũng đã lỡ rồi, xí xóa từ bi rồi siêu thoát đi. Rồi ông nó nghe ông khuyên răn nó mới đi đó. Nó đi thì thằng này ở tù. Và thời điểm đó thì nó chưa có, không biết ở tù hay là cái gì mình cũng không biết, lúc đó mình không biết. Thì mình nghe ông bà kể lại xưa là vậy, thờ Pháp á. Rồi á, có nhiều chuyện á mà mọi người biết không? Ngay nhất là ngay chỗ Gò Mã, ít nhiều gì Gò Mã phải có. Đã là Gò Mã rồi, là cái chỗ đó nghĩa địa rồi, phải có.
Không có một cũng phải có hai. Đừng ai nghĩ là chỗ đó không có ai đâu. Các Thi còn nhớ hả? Các Thi còn nhớ hả? Lúc đó hả? Vào thời điểm đó nha, các Thi còn nhớ là như vậy, là dì của các Thi, là dì ruột của các Thi, là bà tên Hoàng. Bà kể tối á, hồi đó là nhà ông bà Bình Hưng Hòa ngay cái lò thiêu, mà bà kể hả, khuya á hả, bà lượm dây chai bà gì á, bà đấm bóp giác hơi á, bà đi gì á, bà thấy hả, cái người mà người đàn ông mà gánh hả, giống gánh tàu hủ thúi hồi xưa, người Tàu á, đội có nón Tàu á, gánh vô chỗ đó hoài. Cứ đêm nào bà về bà thấy à, riêng mình nên bà thấy, mà bà chỉ chồng á, bà ông đâu thấy, ông đây chồng nó đâu, ai đâu thấy đâu, kìa người ta đang đi, người ta đang đi kìa, thì chồng ông thấy, nhưng mà riêng bà thì bà thấy. Cuối cùng qua ngày mai á, ngày mốt người ta thấy hoài à, ông gánh tàu hủ đâu mà ban đêm cứ gánh vô đó hoài vậy mới vô. Cuối cùng là cái ông mà người ta gọi là ông Ba Tàu á, ngày xưa người ta hay gọi ông Ba Tàu á, ông Ba Tàu ông chết chỗ đó, ông bán tàu hủ á, ông chết chỗ đó, đêm nào ông cũng gánh, mà thật sự cái chỗ đó là chỗ ông mới chôn đó. Ghê, người ta sẽ cho những người nhẹ bóng vía dễ thấy lắm, nhưng nó thiệt. Cho nên riêng bản thân mình phải giữ ý tứ về vấn đề, đi tới được cục đất nào trống cũng vậy, mình phải có cái sự nguyện giái ông bà cha mẹ linh thiêng phù hộ cho con.